Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà đến với sự kiện 24 giờ. Hôm nay mình sẽ check in và review toàn bộ nơi ăn chốn ở của vận động viên đu thuyền nhé. Nào, mời cả nhà theo mình nhé. Vào cộng đây. Đây là toàn khu vực để thuyền đây. Khu tập luyện của các vận động viên đua thuyền đây. Đây, khu vực tập tạ các vận động viên này. Có vận động viên là bê thuyền hơi giỏi ra về tập tạ đấy. Đấy, vận động viên tập tạ. Đấy, khu vực của vận động viên đấy. Tòa nhà của vận động viên. Đấy, khu vực thế à? Đây mình vào mình quay. Xin ảnh à? Xin ảnh ký trả luôn. Ký vào rảnh luôn. Chào cả nhà nhé. Eric Tùng. Eric. Làm về nói chung là làm tất. Chụp ảnh quay phim làm đủ. Cái gì cũng làm được. YouTube đấy. Làm chơi thôi mà, YouTube. YouTuber, anh có nick rồi, anh xem anh có không? Hả? Anh bảo YouTuber Eric Tùng được không? Nói Eric Tùng thì có Facebook. Facebook cũng có, cũng thế. Anh tên chị là gì ạ? Eric nhá. Eric là cả vào Windows 2 đi. Hả? Đấy. Eric Tùng đúng không? Eric. Eric sao tất cả đấy? Eric sao tất cả? Đấy, khu vực rồi. Có hết. Đấy. Đây chuyên gia đây. Khu vực rơi của các vận động viên đây. Đấy, khu vực các bác nhé. Đấy, các vận động viên đua thuyền về đấy.
Rồi mình vào vòng ra cổng nhé. Đấy, khu vực vận động viên vẫn đang miệt mài chạy đây. Đây là toàn bộ khu vực nghỉ ngơi của vận động viên. Xin chào SEA Games nhé. Xin chào SEA Games 31 nhé. Hãy mang các cổ động viên và hãy mang các vận động viên của các nước về đây nhé. Rồi. Thế rồi.